Sức Khỏe Tâm Sinh, kênh chia sẻ kiến thức về sức khỏe và thực phẩm, chia sẻ những thông tin hữu ích nhất cho cuộc sống. Hãy cùng chúng tôi chia sẻ nội dung này vì cộng đồng. Hãy đăng ký kênh để đón nhận được những thông tin hữu ích nhất. Xin chào mọi người, hôm nay mình xin giới thiệu cách làm rau câu dừa tại nhà khá là đơn giản. Thì mình cần đó là hai quả dừa, một quả dừa nguyên và một quả dừa đã bóc vỏ. Quả dừa bóc vỏ thì mình sẽ cho đi nướng lên, hoặc là các bạn nói là làm nóng lên để các bạn tách vỏ, phần vỏ này và lấy cái phần ruột bên trong để ta đổ rau câu. Hoặc các bạn có thể đổ rau câu trực tiếp vào quả dừa này. Các bạn tìm mua những loại quả dừa dứa thì nó sẽ có mùi thơm tự nhiên hơn. Ở đây tôi không sử dụng là nước cốt dừa, các bạn cũng có thể sử dụng nước cốt dừa hoặc sữa đi kèm sẽ đẹp hơn. Và cần chuẩn bị thêm đó là bột rau câu, và sử dụng thêm khoảng 50g đường. Và đường thì tùy thuộc vào cái lượng nước dừa mà chúng ta có thể có cái lượng đường phù hợp. Thì sau đây tôi làm thì tôi sẽ cho cái lượng đường bao nhiêu tôi sẽ nói rõ cho các bạn. Ta sẽ cho quả dừa lên bếp và làm cho quả dừa mất nước đi một xíu là được, không cần nướng để cháy đen. Còn riêng về cái dưa quả dừa nguyên thì tôi sẽ cắt và tôi lấy cái phần nước ra để sử dụng làm rau câu dừa. Một quả dừa mà tôi sử dụng được là 300ml nước dừa tươi. Còn cái phần cái này thì tôi sẽ bổ đôi ra và lấy cái phần cùi dừa bên trong để sử dụng. Ba trăm ml nước dừa, cho 2 thìa đường, khoảng 15g đường. Bạn nào thích ngọt thì có thể cho thêm. Tiếp theo tôi sẽ cho bột rau câu vào, thì tôi cho khoảng 1/2 thìa vào. Còn cái phần cùi dừa, các bạn thích trang trí thêm màu thì các bạn có thể ngâm cùi dừa với một ít màu. Ví dụ như tôi sẽ ngâm cùi dừa với một ít màu lá cẩm. Màu lá cẩm thì nó có màu tím tím, cũng khá là đẹp. Các bạn cũng có thể không cần ngâm với màu, các bạn có thể để màu trắng như thế này thì cũng rất là đẹp rồi. Riêng về cái phần cùi dừa các bạn ngâm với lá cẩm thì các bạn có thể đem sao lên hoặc các bạn để ráo nước. Cho rau câu lên bếp và đun sôi khoảng 5 đến 10 phút thì ta tắt bếp. Rau câu đã sôi và tôi đã nấu được thêm 5 phút nữa. Thì sau đây tôi sẽ tắt bếp. Tiếp theo là tôi sẽ cho cái phần cùi dừa vào. Rau câu dừa đã xong các bạn, rau câu dừa lá cẩm có màu rất là đẹp các bạn. Tôi sẽ cho ra khuôn các bạn nhé. Thì các bạn, tôi đã cho quả dừa ra và sau đây tôi sẽ cắt quả dừa.
Sau đây tôi sẽ ăn thử cái phần hạt dừa lá cẩm. Có mùi thơm của lá cẩm, có vị béo béo của dừa và có vị ngọt ngọt của đường và có độ dẻo dẻo của thịt rau câu. Có vị mát mát của nước dừa tươi, ngọt thanh của nước dừa tươi. Cũng khá là ngon và thú vị các bạn hãy làm cho gia đình các bạn thưởng thức nhé. Và rau câu dừa đến đây đã xong rồi các bạn ạ. Cảm ơn các bạn đã xem video mà tôi chia sẻ. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nhé. Cảm ơn bạn đã xem nội dung của chúng tôi. Hãy cùng chúng tôi chia sẻ nội dung này vì cộng đồng.